quạt uy tín tại shop nghiệmlên.com và bán rất nhiều thẻ card game. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel mình. Nói chung là mình đã họp team là tối anh em, mấy anh em mình sẽ ở thử thách một đêm tại nghĩa địa anh em. Nói chung là bây giờ mình chỉ việc là chờ team của mình xuống, họp là 7 giờ đi anh em. Đấy, nói chung là bây giờ cũng gần 7 giờ, chắc là gần xuống rồi. Nhưng mà mấy anh em mình lại nghĩ lên một cái màn troll là hay hơn cả là mà là thử thách luôn anh em. Đó là hôm nay mình sẽ troll bỏ anh Trung và Quốc Màn Tang ở ngoài nghĩa địa để mà xem thử cảm xúc của hai ông như thế nào nha anh em. Mình tầm gì về nhà đúng không? Chứ sao thì tầm, nói chung là mấy canh tầm trời ngủ rồi giờ. Tầm cái chỗ ập cứ mấy anh em mình đánh trong lá nhà ông ngủ rồi mấy anh em về nha. Rồi bây giờ mà mấy anh em mình sẽ chờ đợi Quốc chứ Trung xuống và bắt đầu thực hiện cái clip nha anh em. Rồi nói chung là anh em mình đã chuẩn bị hết rồi, chỉ việc là chờ đợi thôi. Ok em, nói chung là mấy anh em đã xuống hết nhà mình rồi nha. Bây giờ mấy anh em mình bắt đầu cho không có ngày nữa. Ok anh em, nằm đây. Ok anh em, nói chung mấy anh em mình đã ra nghĩa địa rồi nha anh em. Sao gì vậy? À, nói chung là nãy em quên cầm mẹ có cái mền, bây giờ chạy gì giờ là tiêu luôn á. Ý là không kịp thời gian, bây giờ anh trái mền để mấy anh em mình làm thôi. Không biết tao mẹ eo khó, không biết. À, thì anh có trái mền để đỡ mấy anh em nè. Thôi thôi mấy anh em làm vậy đủ mấy được. Ấy một giờ. Hử? Giờ anh điên gì anh cùng mấy chết. Giờ về mà đi. Mày giờ đưa ra đây vậy mày. Đụng mình. Mày làm thử thách rồi đó anh em, chứ sao? Mày chơi bé chở ngu quá. Mẹ là bé ngờ đấy. Ơ quá mày. Nói chung là phong cảnh giờ rất là... Vô đây rồi. Ê sao không nghe chỗ nào trống trống, chỗ này mẹ không nằm giá mày. Hử? Ừ. Mẹ không phải nằm. Nói được ngu quá với mày. Cái của mẹ em lừa cái chỗ này là chỗ ít nhà nhất rồi của anh không? Chị cái mùi ra ngu. Mẹ ngu vậy đó mày, thiệt ở đây. Mẹ giải cũng cho cầm điện thoại ra bấm nữa chứ. Anh không cầm ấy? À, anh cầm, em cầm thì anh cầm đáng chịu đó. Cầm, anh cầm. Anh cầm thôi chứ đấy. Ngủ đi mà sáng mắt sao? Em nhét vô một chì này. Nhét vô điện thoại vô một chì đấy mà. Anh em hỏi, anh em chưa? Có khi nào ngày mai... cái mệnh kìa, ngu giọng cái mệnh. Có khi nào ngày mai cái điện thoại ông nèm cho mẹ không? Thôi bật cái mồm ra luôn. Mày muốn dữ vậy? Mày mồm. Thôi anh em vô nèm vị trí ấy, vô nèm thôi. Từ từ, với mồm chết đụng mày. Mũi đụng mày. Mũi ấy. À, anh em mà có chuẩn bị cái mùng nha anh em, tại vì rất là sợ mũi luôn. Bắt vô trước đi. Đâu mày ai vô trước cho má. Không mày vô trước đi. Tôi vô trước. À, Phúc vô trước Phúc. Đây. Phúc chỉ vô trước nha anh em. Đậu vô nèm không mà mấy thằng này cũng mấy, không có coi thì. Mấy giờ thâu từ từ ngủ chứ. Rồi quắt vô em vô với em vô với. Anh chung vô luôn. Rồi, giữa nha. Tụ chứ bẩn là kiểu quắt, bẩn dài chứ. Phúc về đi. Ngủ gì lại? Mình thử thấy gì không? Mình thử thách 24 giờ là dài là ok, có mùng có mền đồ. Chứ mấy em nậu nèm đàng hoàng chứ làm giải. Sáng giờ 24 bây giờ giữa mùng cho sao ngầu đó. Có lộn, thử thách một đêm chứ. Ờ. Qua. Nèm ngầu vậy. Giờ ông ngầu vậy nèm. Trong quê đây nè mày, tôi nèm giữa. Đụng mày trong vô nèm giữa đâu, quất tao giống quất. Lên nèm đâu. Lên vô đồ nèm nèm. Ông chỉ qua một bên đi. Ngủ chạy, sao mà mấy thủi sợ rồi ngủ gì vậy? Không ngủ. Mình tắt đèn ngủ hay đỡ đèn hay? Đỡ đèn trời. Quất đủ thằng luôn á. Lên vô lên. Chỗ kia mệt hả mày? Cành này cái mấy ngày. Mẹ có bự không á? Tao gì ở? Giờ anh gì anh bụi? Mày gì ở? Cháu gì ở? Gì ấy? Ông gì ấy? Ông gì ấy? Ông tôi nằm giữa hàng đây, được rồi nằm giữa ông ngủ tôi ngán quá. Thôi tôi ông gì ở? Ê, có biển, có biển. Thì lâu cháy mày. Sợ là gì hả? Tao gì thiệt hả? Ý cầm đèn cho. Mày ngồi đây mày. Tao bé cái ngồi gì quá chứ mày. Giờ mình vô nhận với anh em nha. Thì lên như phút nằm rồi vậy. Anh sợ đâu. Em nằm đâu cũng được. Lên nằm đây không lên.
Đồ mấy cái gấu không được nhầm đủ đủ đâu. Lên chứ làm vậy với ông đầu này. Đúng mày đem đèn cho sáng đó. Được hả? Đỡ đèn hay không mình ngủ ghế có đâu. Đấy. Kêu kêu đây kêu này kêu mùng. Anh nhiều hết ngủ ghế. Đồ kia đồ. Cái gì đâu cái? Đường mới này hả? Trời, lý tưởng. Ông trong giờ ông nem đang ém sạc em trong. Em sạc là sao? Nó hết nó bạn bè. Đi thái cái đây ra coi. Không bây giờ mình có mấy cái đai vui lắm mẹ. Giờ mình có chuyện mẹ. Mẹ đi sao không đúng. Tao gian cái tập kêu. Đúng không? Dạ. Thôi về tôi biết đâu. Sao nãy không đi mà em ở mày. Quên. Ai quên mà. Phúc nằm xuống nó làm gì thục cục cục vậy? Phúc nằm mày Phúc. Ừ. Phúc nằm hàng bên tao nằm bên. Ê. Mọi người. Anh em tụi mình nằm nói chuyện tới sáng luôn nha, khỏi ngủ được không? Không, em ngủ anh nói rồi. Thì biết. Nói chuyện với em nha. Không giờ tôi muốn gì à? Không gì à, tôi nằm giữa hai người rồi. Tôi nhớ nhà quá. Nhớ nhà. Chút em nằm ngoan xem. Thôi bắt nằm qua đây. Đừng về đừng ở chợ chế không? Cái gì đi đừng le đụng mình. Rất có đèn. Anh la công gia gì? Mấy anh nó cúp đèn nó. Anh em mình làm người ta yêu mến mà sao phải ra tốt nghiệp đi làm như vậy? Ờ, sao đụng cái đụng ngoài hầu chiều anh em mình cũng thống nhất rồi bây giờ mấy ông cứ ồn ào quá. Ngờ gì đụng mẹ làm cứ ngờ bé ngờ đây khốn quá. Mẹ im nghe gì không? Im mẹ em. Đừng có nói nữa vừa. Anh đi sao im. Đụng đi đụng đi đụng mẹ đi. Không. Chú quá. Rồi tất tê. Rồi mình tách quay một xíu nha anh em. Lên nằm xuống đây. Ừ, đợi nằm xuống. Nói chung là giờ cái mùng mình anh em mấy chục phút lại nhiều phút đừng chập nữa cho anh em sợ đâu cứ chập à cái áo khoác tôi đâu chục cào cào không anh em bây giờ nó vô gì một ố cào cào ấy nói chung là nó không đỡ mũi anh em mũi ít sợ tối thì nó không bị mũi kính này đem chỉ có cào cào thôi chung mấy con gì bay qua anh xem kìa phúc mày để mù không nhiều nó sợ đâu mấy giờ phúc 9:46 rồi. Mà cái hình nào đấy? Hình bồ tao. Đó nào, tên gì đấy, hò không? Ê, sao anh trúng nè mày? Cào cào không mày? Cào cào hả? Không, tôi đeo rồi, cha tôi gì rồi? Dạ. Đi bộ ơi. Mấy ai đeo rồi, bộ bên đây. Đeo bận thấp đi. Phúc mày cũng trao được gì vậy, đồ mày muốn nhà mày hùn tao giải mày. À, Phúc đừng nói hùn nữa Phúc. Phúc đeo kép thiệt. Hùn Phúc gì mẹ này. Không, đợi dừng cho quay mấy anh em. Quay động mấy tù xíu à, mày nhớ rồi. Gì cô ơi. Nó sợ. Đây hiện tại là mấy anh em mình đã dùng máy quay và treo đeo này đỡ mà ngủ tới sáng anh em chứ mấy anh em mình sợ lắm sợ chuyện đó rồi tôi nhưng... không gì ở che nó trong ông cứ vừa vậy còn gì nữa đâu mình làm tới đây rồi mà gì nữa ở nằm chút nghe đi.
Mấy quay rồi cũng còn quá không bị lầm một. Quá không bị lầm một. Quá không bị lầm một. Mấy giống cái gì không? Này nó đâu? Còn cái đèn không à? Mày mới sợ rồi. Mấy tao dậy cũng đây. Không có cái giòm này anh coi nữa. Bố qua lo đó. Ông làm gì tôi sợ luôn nữa. Ông có bình tĩnh coi. Quá mà mẹ. Quá nó cao mình đầu. Đúng rồi mẹ, đúng rồi, đúng rồi, đúng mày lẽ giờ tôi khóc đâu quá đi chứ đổi mày đi đi quần mày ông đó tôi tìm được đấy ông ơi ngoài nó tóc xuôi nó tóc mày em không thấy gì luôn anh quá ông thẻ ra coi tôi lấy cái đèn tôi ông gì nè tôi sợ là đâu bây giờ ra đây luôn quần đi đi ông thẻ đây chơi gì chó giữa bên cuộc đời hai thằng đó tụi mới sống như hai con chó vậy mẹ này kiếp sống chó của mình biểu ông tụi cái đèn không thêm đâu cháy đi sao đây 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 anh quá ơi quá ôi đã biết sợ rồi đâu đi gì à đâu có gì đâu giờ tôi sợ mẹ hay ông sợ mẹ không thể đấy coi dạng giáo tôi mà nói bình tĩnh nè mẹ nó trời phù chú mày đâu mẹ cả 500 mét nào mày không sợ vậy chó tụi bay tao về tao nghỉ luôn mẹ, về mày, ông mà làm nữa ông làm mày tụi nghỉ luôn tụi đâu có đấy tụi quá rồi thì anh thẻ đó coi mày tôi không ấy dám đi mà ông đi làm sao mày nằm ngu như coi bây giờ ông ngồi tôi cũng biết làm sao cũng biết mấy giờ nữa chứ mẹ nó gài tôi ba điện thoại nha ông khóc nữa tôi sợ không éo mà không khóc đâu quá tôi lầy không tôi quỳ xuống tôi lầy không á tôi thấy gì chứ tôi xíu luôn á đâu tao bây giờ mẹ quá đổ sao vậy cái gì vậy anh quá ông đang ở chỗ tôi đó đổ tôi sợ đâu mày buồn quay em làm gì nghe ngoài thôi cái mẹ ông đừng có à quên em xin lỗi em xin lỗi rồi ra ngoài quá em xin lỗi anh nha tụi biết cái mền nó ngứa quá mà ráng ráng đâu rồi đâu ở dưới tôi luôn ấy tao anh đẹp đây tôi đi gì à đâu mà tôi rồi cho tôi rồi đâu anh bỏ thôi bây giờ anh bình tĩnh anh hít hít sâu vô hít sâu vô ôi bây giờ cái cơn bạc tan không lên rồi hai thằng cháu đi cất kia mẹ tụi bay tao bây giờ tao nghỉ luôn thôi bây giờ anh bình tĩnh nè em bật cái mồm lên em nhé anh gì à không nghe đâu phải là bà thôi tao tao gã đâu ôi trời ơi cái gì vậy ủa quê quá không ê cái máy quay này quá cơ máy quay nó tự ra sao vậy đâu đi chưa đâu đi chưa đâu mày sao máy quay ra đây vậy anh nhìn nè đâu em mẹ kia trời ơi mẹ này đâu em đúng em nghĩ luôn quá em làm nó đâu mẹ nó không đi gì à anh em mình không đâu đâu đi đâu đâu tôi xíu lại đây ông nghe nhớ đó đâu cái đời anh em mình nó bạc đi gì à dục hết đi đi gì à em nè mà giờ nè mà sợ gì nữa mẹ chết nè
Phản ơi, người chết thì thôi. Đó mày còn quen nó ngại gì mày lẽ ôm ối hết chứ gì? Mấy quen tao còn mấy quen đó im luôn mày. Đụng mày giết còn nguyên luôn ấy. Chuyện gì nhà mình nãy giờ lẽ ôm ối đó bạn ta. Đụng mấy mai xin lỗi cho rồi. Nghe là bây giờ giết mày giết luôn à? Sao tôi giận được bên tình hết tớn luôn à? Đụng còn cái áo nữa ấy. Mà đồ đồ là hết nãy thấy đi chân không gì mà bạn thấy ấy. Đúng mệt vui. Ngày sáng ngủ mấy ngày tư. Không, vì nãy giờ anh ngủ. Đây anh em hồi nãy giờ anh em tao vô nãy giờ ổng về ổng lẹ ôm ối hết anh em ô. Ông lẹ. Mày cần giúp ổng ơi. Lẹ ờ nó hết rồi giờ mấy anh em mình dọn đồ về nha. Đây, giờ. Ờ. Đây. Mày cần giúp ổng. Thôi. Giúp ổng mới quay gì à? Kết thúc clip nha anh em. Bye bye anh em nha.